Đam Mỹ, thời thượng tiên sinh. Tác giả: Ngữ Tiếu Lan Sang. Editor: Nấm. Người đọc: Châu Gia Thiện. Chương 17. Nếu là người khác, Tô Nặc nhất định sẽ không bắt máy, nói không chừng lại còn tức giận mà mắng người. Nhưng mà tên hiển thị trên màn hình là anh hai, Tô Nặc đành phải lo lắng bắt điện thoại. Anh à, em đang làm gì đó? Hàn Uy hỏi. Đang tắm, chuẩn bị đi ngủ đây. Tô Nặc thành thật mà trả lời. Sáng mày rảnh không chứ? Hàn Uy nói. Về nhà một chuyến đi, anh có việc muốn thương lượng với em. Ừ. Tô Nặc thật là ngoan ngoãn mà đồng ý. Nè, khoảng 11 giờ em sẽ về đó, sẵn tiện nấu cơm trưa cho anh luôn. Cái thằng kia đang ở bên cạnh em hay sao chứ? Ngữ điệu của Hàn Uy đột nhiên lại trầm xuống. Hay da má ơi, Tô Nặc giật mình. Sao anh biết hay vậy chứ? Chẳng lẽ anh đã luyện được tuyệt kỹ vạn dặm truy tung sao? Có nghĩa là truy tìm tung tích trong vạn dặm. Hay da, đúng là quá kinh khủng mà. Anh à, sao lại biết chứ? Vì nếu là bình thường, em nhất định sẽ hỏi anh đã xảy ra cái chuyện gì. Hàn Uy đâm trúng tim đen của hắn ta. Từ nhỏ cho đến giờ, em trai của mình rất là tò mò, thế mà lần này lại không hỏi nguyên nhân sao chứ? Phải. Tô Nặc cảm thấy cực kỳ phức tạp. Hay nhờ, mới nói ra có mấy câu thôi đã đoán ra rồi, sao anh ấy lại có thể tinh vi như thế chứ? Quả thực là chẳng khác gì lão hồ ly mà. Em đang tắm, cái thằng đó đứng bên cạnh em đi làm gì chứ? Anh hai rất là không hài lòng. Hay da, bởi vì bọn em là đôi tình nhân đang yêu đương cuồng nhiệt mà, muốn ân ái trong bồn tắm mà người xưa hay thường gọi là uyên ương dục đó có được không chứ? Tô Nặc âm thầm gào thét một hơi, sau đó thật ngoan ngoãn mà nói. Anh hai à, anh nên nghỉ ngơi sớm một chút đi. Hàn Uy nghẹn tức một cục ở ngực. Hay da, có đêm trai nào lại hối hả? Đuổi anh hai của mình đi như nó không chứ? Anh hai ngủ ngon. Tô Nặc vội vàng nói. Ừ, ngủ ngon. Hàn Uy đành phải đầu hàng, sau đó tự kiểm điểm xem cách giáo dục em trai của mình có gì là sai lầm. Anh hai em gọi sao? Sau khi mà Tô Nặc cúp điện thoại, Hồ Duyên Lâm hỏi. Ừ. Tô Nặc ôm lấy chồng đẹp trai của mình. Anh ấy bảo sáng mai về nhà một chút đó. Có việc gì sao? Âu Dương Lòng thoa đầu của hắn ta. Chắc là có đó, nhưng mà anh ấy lại không có nói trong điện thoại. Tô Nặc trả lời. Tình cảm của em và anh hai em rất là tốt đó. Âu Dương Lòng lau bọt sạp bông ở trên chớp mũi của hắn ta. Từ nhỏ hai anh em của em đã nương tựa lẫn nhau, lớn lên cùng với nhau mà sống đó. Hệ nhờ, không khí này có vẻ là không tệ. Bây giờ mà kể hết gia thế của mình cho anh ấy nghe có được không nhỉ? Tuy thực lòng không có muốn đối mặt với cái chuyện này, nhưng mà trốn tránh không có phải là cách tốt. Sớm muộn gì cũng phải nói thôi, không bằng thừa dịp kỳ nghỉ của lần này nói ra luôn. Cho dù là anh ấy có giận đến cách mấy, mình cũng lại có thể không biết xấu hổ cởi hết quần áo, bò lên trên giường dùng chiêu dụ dỗ. Sau đó theo lý thuyết mà nói, vấn đề sẽ được giải quyết. Thiên thời địa lợi nhân hòa, nhất định là không thể nào lãng phí mà. Tô Nặc thua hết dũng khí nói. Nè, em có chuyện muốn nói với anh đó. Hãy giờ, hồi hộp quá đi. Chuyện gì chứ? Âu Dương Lòng đã đoán được một phần, nhưng mà vẫn cứ giả vờ không biết. Anh hai của em không có phải là người bán mặt trượt đâu. Tô Nặc thật là cẩn thận mà nói. Anh biết. Âu Dương Long cười cười, massage vai cho hắn ta. Anh biết sao chứ? Tô Nặc mở to mắt. Tất nhiên là biết rồi. Em đã từng nói anh ấy là người bắt gian ở trong trồng bài mà. Lâu lâu, ngài giám đốc cũng là nổi hứng đùa dài. Mặt của Tô Nặc đầy hắc tuyến, đúng là tự đầu hố chôn mình mà.
Sao vậy chứ? Hồ Dương Long hỏi. Thật ra đó chỉ là nghề phụ của anh hai em thôi. Tô Nặc nghiêm túc nói. Anh ấy còn làm vài cái việc khác nữa. Hay dạ, hồi hộp quá đi mà. Cái khoảnh khắc này là phải được ghi vào trong sử sách đó. Ví dụ như? Giọng nói của Âu Dương Long rất là dịu dàng. Anh ấy có mở một sòng bạc ở ngoài ô đó. Tô Nặc vừa nói lại vừa lén nhìn sắc mặt của ngài giám đốc. Sau khi mà xác định không có gì khác lạ mới dám nói tiếp. Bắt đầu từ cái chuyện lúc nhỏ ba mẹ gặp tai nạn giao thông, kể thật tỉ mỉ từng chuyện một cho hắn ta nghe. Hồ Dương Long không xen gan, cũng là không có cảm thấy bất ngờ. Thực ra thì từ lần trước thấy Hàn Uy rút súng ra ở Ý, hắn đã đoán được 8-9 phần rồi. Chỉ có tiểu ngu xuẩn này mới xem cái chuyện này như bí mật không thể nào nói. Nè, em đã gạt anh đó, anh có giận không chứ? Cuối cùng Tô Nặc không có yên lòng mà hỏi. Em đã thử xem. Hồ Dương Long kéo hắn ta vào trong lòng, còn chưa có kịp nói sao nhận em được, đã nghe Tô Nặc chột dạ mở miệng. Nè, hay là em cho anh đánh nha, đánh xong thế không giận nữa. Đánh chỗ nào chứ? Hồ Dương Long ghé vào lỗ tai của hắn ta cười cười. Mặt và tai của Tô Nặc đều ửng hồng, chôn đầu vào trong ngực của ngài giám đốc. Vấn đề này thật khó để mà trả lời. Sao anh có thể đành lòng đánh chỗ này được chứ? Âu Dương Long di chuyển tay xuống dọc theo hông của Tô Nặc, nhấn nhẹ vào cái khe mông mềm mại. Thương còn không kịp nữa là. Sợ qua sợ lại, lưng của Tô Nặc cũng bắt đầu đỏ lên, cảm xúc hỗn loạn. Anh không giận. Hồ Dương Long ôm lấy Tô Nặc lại càng chặt hơn. Thật cảm ơn em đã chịu thẳng thắn với anh. Hay nha, đừng có nói ra mấy cái lời ngọt ngào như vậy chứ. Tô Nặc mặt đỏ tay hồng, cảm giác tiêu cúc hoa của mình đang bị người ta đùa bỡn. Hay nha, lẽ ra là anh phải nên chăm sóc Nặc nho nhỏ trước chứ. Làm không đúng trình tự thật là khiến cho người ta sốt ruột mà. Bảo bối à, thả lỏng đi. Tư thế này có một chút khó khăn. Âu Dương Long vỗ lưng quán ta. Nếu không em sẽ đau đó. Anh à, nhẹ một chút nha. Tô Nặc dặn dò. Hay nha, tuy rằng bíp bíp rất là thích, nhưng mà đôi khi ngồi xuống vẫn là cảm thấy rất khó chịu. Ừ. Âu Dương Long ngậm lấy lỗ tai của Tô Nặc. Đây chính là cái chỗ mẫn cảm ở trên người của hắn ta, trăm lần như một. Quả nhiên, Tô Nặc bắt đầu phát ra những cái âm thanh rên rỉ mất hồn. Cả người nhũn ra, tựa vào trong ngực của Âu Dương Long. Sóng nước gợn lan tăng, mọi thứ đều tốt đẹp. Cuộc sống hài hòa, đúng là cái chuyện vô cùng tuyệt vời mà. Nhiệt tình quá. Âu Dương Long ghé vào lỗ tai của hắn ta cười cười. Tô Nặc mở lớn hai chân, ôm lấy cơ thể của người yêu, hô hấp cùng lúc lại càng dồn dập hơn. Hay nhỉ, cái tư thế này thật là mệt mà. Tiểu biệt thắng tân hôn chính là bíp bíp ở cái chỗ này, rồi bíp bíp ở chỗ kia. Từ phòng tắm cho tới phòng ngủ, rồi sang đến thư phòng. Hay dạ khoan đã, thư phòng cũng được hay sao chứ? Khẩu vị của giám đốc chính là nặng đô quá. Tô Nặc nằm lên trên bàn lẩm bẩm, cảm giác thật là thoải mái. Sau đó lại còn tiện tay vứt một cái quyển tạp chí xuống dưới đất, tiếp theo dùng chân đạp lên trên đó. Bởi vì người ở trên bìa tạp chí chính là tên cơ bụng Khâu Tự Ngạn. Hay dạ, thích chết đi được mà. Càng về sau này, Tô Nặc lại càng trở nên mơ hồ, cuối cùng cũng đã ngất đi.
ngay cả về giường khi nào cũng là không biết. Không làm nữa đâu. Tôn Đạt nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói. Ừ. Hồ Dương Long đắp chăn cho hắn ta. Ngủ đi. Nè, sáng mai 8 giờ gặp dậy nha. Tôn Đạt trút vào trong lòng của Hồ Dương Long. Sao dậy sớm thế? Hồ Dương Long vỗ nhẹ lên trên lưng của hắn ta. Em phải đến gặp anh hai đó. Tuy rằng rất là muốn ngủ thẳng cẳng đến khi nào tỉnh dậy mới thôi, nhưng mà anh hai cũng rất là quan trọng. Anh biết rồi. Ngủ ngon. Ô Dương Long tắt đèn ở trên đầu giường. Tôn Đạt mơ màng thiếp đi, nhưng mà vẫn theo thói quen kéo lấy tay của ngài giám đốc đặt lên trên mông của mình. Ô Dương Long nhếch miệng cười cười. Như vậy mới thoải mái chứ. Cảm giác vừa ấm áp lại vừa an toàn. Tôn Đạt thỏa mãn lăn ra ngủ. Trong khi đó, trên đường phố dưới màn đêm đen kịch, Khâu Tư Ngạn toàn thân ướt đậm, ngồi sợm ở bên đường cười như điên lên. Hết nè, có gì buồn cười chứ? Đường Tiểu Ngự kéo hắn ta dậy. Mau về nhà đi, coi chừng bị phóng viên chụp được đó. Do sắp phát hành đĩa đơn, cho nên Khâu Tư Ngạn rất là bận nhiều việc. Vì thế hai người phải ở công ty đến lúc trời gần sáng. Sau đó cùng với nhau đi ăn khuya, cuối cùng từ từ đi bộ ở dưới trăng về nhà. Trên đường yên tĩnh, không có một bóng người, rất là thích hợp cho cái việc sợ mó lung tung để chiếm tiện nghi. Bị Khâu tiên sinh thổi khí vào lỗ tai, Đường Tiểu Ngữ đấm cho hắn ta một phát rồi bỏ chạy. Hay da, chơi đuổi bắt thật sự rất là tình thú mà. Nè, bắt được rồi. Khâu Tư Ngạn ôm lấy cậu ta từ phía sau. Nè, anh điên rồi. Đường Tiểu Ngữ sốt ruột dây dụa. Bị paparazzi chụp được là tiêu đó. Mặc kệ đi. Khâu Tư Ngạn ôm lấy cậu ta cọ tới cọ lui. Dưới cái tình thế cấp bách, Đường Tiểu Ngữ cong khuỷu tay lên, thúc mạnh về ở phía sau. Nhưng Khâu tiên sinh đã sớm đề phòng, vì thế dễ dàng né sang một bên. Dốc của bộ lực à? Không phải đây đã dạy cho em là không có được tùy tiện lên người hay sao chứ? Khâu Tư Ngạn cười cười, đưa tay nhéo vào trong bụng của Đường Tiểu Ngữ một cái. Hay da, người này đúng là... Đường Tiểu Ngữ cắn răng, đưa chân về phía sau, dẫm cho một phát thật là mạnh, cực kỳ tàn nhẫn vô tình. Sau đó Khâu tiên sinh liền kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống đất hay sao chứ? Hay nhà, làm gì có chuyện đó chứ? Trên thực tế, Đường Tiểu Ngữ không có đạp trúng hắn ta. Một cước kia vừa vặn đạp trúng cái chốt mở vòi nước tự động ở trên thảm cỏ. Có thể là do người làm vườn quên khóa lại, nước bắt đầu bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Hai người bị nước tưới cho ướt sũng. Cả thế giới lập tức yên tĩnh trở lại. 3 giây sau, Đường Tiểu Ngữ lúng ca lúng cuốn tay chân, đẩy Khâu Tư Ngạn ra, rồi ngồi sụp ở trên mặt đất cố gắng khóa van. Vất vả cả buổi mới có thể tắt lại được. Khâu Tư Ngạn ngồi trên bãi cỏ, ôm lấy bụng của mình cười to, mất hết cả hình tượng. Đường Tiểu Ngữ khóc đến không ra nước mắt. Hay vậy, tại sao lần nào ở chung với anh ta cũng lại có thể xảy ra mấy cái chuyện kỳ quặc như thế này chứ? Thôi được rồi, về nhà thôi. Khâu Tư Ngạn chia tay ra. Kéo về dưới. Anh tự đứng lên đi. Nếu như kéo hắn ta, nói không chừng thì sẽ giống như lần trước, bị hắn ta kéo vào trong lòng, sau đó bị hôn suốt cả buổi. Ở nhà thì không sao, nhưng mà bây giờ là đang ở trên đường cái. Nè, kéo anh đi chứ. Dạ vậy cũng đau quá đó. Khâu Tư Ngạn vẫn là chìa tay về cái phía trước. Vậy thì anh đây, cứ ngồi nghỉ đây đi. Sư. Đường Tiểu Ngữ xoay người bỏ đi. Nè, Khâu Tư Ngạn đuổi theo. Có ai làm vợ như em không chứ? Đường Tiểu Ngữ không nói gì, chỉ liếc hắn ta một cái. Nè, thái độ gì đây? Khâu Tư Ngạn nhíu mày.
cho dù là không thể đến mức đỏ mặt cũng là phải có một chút ngượng ngùng chứ. Hay giờ người nói ra mấy cái câu đó là anh, tại sao tụi đây lại phải cảm thấy ngượng ngùng chứ? Đường Tiểu Ngữ tăng tốc, quyết định bỏ cái tên dê sồm này lại ở phía sau. Nhưng điều này hiển nhiên không có khả thi. Bà xã, anh lạnh quá đó. Khâu Tư Ngạn dính sát vào người của Đường Tiểu Ngữ. Hay da, lạnh thì mau về nhà đi, làm sao mà cứ sàng qua sàng lại trên đường chứ. Đường Tiểu Ngữ hết biết nói cái gì rồi. Tất cả đều là tại em đó, vì vậy em phải chịu trách nhiệm với anh. Khâu Tư Ngạn nghiêm túc nói. Đường Tiểu Ngữ tiếp tục sử dụng kỹ năng ngó lờ đối phương. Để bồi thường, sau khi trở về em lại phải tắm chung với anh đó. Khâu Tư Ngạn hưng phấn đưa ra đề nghị. Sự mơ đi. Đường Tiểu Ngữ cố nén giận. Bà xã à. Khâu Tư Ngạn nắm lấy tay của cậu ta. Đường Tiểu Ngữ không nói gì, chỉ nhìn về cái phía của màn hình lớn ở cuối quảng trường. Nơi đó đặt một cái tấm áp phích lớn của Khâu Tiên Sinh, là quảng cáo mà Khâu Tiên Sinh đang làm người đại diện. Trên hình, Khâu Tư Ngạn trông vừa quyết đoán, vừa oai phong, lại vừa chững chạc. Đường Tiểu Ngữ quay đầu nhìn vào cái miếng da trâu ở bên cạnh mình. Hay giờ, nhất định chính là hai người khác nhau mà. Thời tiết cuối xuân đầu hè không có tính là lạnh, nhưng mà ban đêm vẫn hơi lạnh, huống chi hai người lại còn ướt sũng từ đầu cho đến chân. Sau khi về đến nhà, Đường Tiểu Ngữ đang đổi giày thì hắt xì một cái. Nè, đến đây nấu một chút nước gừng đường nấu cho em nha. Khâu Tư Ngạn xung phong nhận việc. Nè, tốt nhất anh nên đi tắm đi. Đường Tiểu Ngữ dừng lại. Nếu bây giờ bị cảm hay là viêm họng, Mạch Kha nhất định sẽ cắt cổ tay mà tự sát trước mặt của em đó. Hệ nhờ, nói không chừng thì sau khi chết lại còn biến thành ma ám mình khắp nơi, lại nhảy không ngừng. Vừa mới nghĩ thấy thôi là cảm thấy ưng lạnh rồi. Nè, chúng ta đi tắm chung đi. Khâu Tử Ngạn khoác lên vai của Đường Tiểu Ngữ, lôi cô ta vào trong phòng tắm. Nè, em phải vào trong bếp nấu chè mà. Đường Tiểu Ngữ muốn bỏ trốn. Nếu em bị cảm, anh sẽ lập tức cắt cổ tay tự sát trước mặt của em đó. Khâu Tử Ngạn nghiêm túc nói. Đường Tiểu Ngữ nhìn hắn ta bằng một ánh mắt phức tạp. Nè, anh nói anh có tin không chứ? Sao lại không đây? Anh nói nghiêm túc mà. Khâu Tư Ngạn ra cái vẻ vô cùng kinh ngạc, giống như là chuyện cắt cổ tay chỉ đơn giản như là ăn cơm và đi ngủ mà thôi. Trên căn bản không có thể nào mà nói đạo lý đối với người này. Đứng ở trong phòng tắm, Đường Tiểu Ngữ im lặng điều chỉnh lại nhiệt độ nước. Khâu Tư Ngạn đứng ở sau lưng của cậu, cởi khóa quần jean của cậu một cách vô cùng thật là tự nhiên, sau đó từ từ lột quần xuống. Đường Tiểu Ngữ hoàn toàn không biết mình là phải nên nói cái gì cho phải. Quần jean bị ướt rất là khó cởi, đã vậy lại còn dính sát vào người nữa. Khâu Tư Ngạn kéo cao bụi mới có thể lột được. Nhìn vật nhỏ sau lớp quần lót bắt đầu lên trên tinh thần, Khâu Tiên Sinh cười cười một cách thật là gian trá. Đường Tiểu Ngữ bình tĩnh mở chốt vòi sen, dò nước lạnh lên trên đầu của hắn ta. Lạnh quá. Khâu Tiên Sinh kháng nghị. Anh có nói cái gì đâu chứ. Tắm đi. Đường Tiểu Ngữ ra lệnh. Nè, cởi quần áo giúp anh đi. Khâu Tư Ngạn giơ tay lên. Đường Tiểu Ngữ xoay người lại, cởi sạch quần áo của cả hai người, sau đó thẹn thùng liếc mắt đưa tình, rồi chui vào trong lòng của Khâu Tiên Sinh. Đỏ mặt chủ động dâng lên cái nụ hôn, hy vọng rằng ông xã sẽ mạnh mẽ mà tiến đến chăm sóc mình sao chứ. Hay giờ làm gì có chuyện đó chứ, cậu không có phải là cố hy đâu. Vì vậy Khâu Tư Ngạn đành phải mở to mắt mà nhìn cậu ta bắt đầu tắm rửa, không buồn nhìn mình một cái. Anh cũng đang chờ nè. Khâu Tiên Sinh lên tiếng nhắc nhở. Hay nha, sao lại dám coi thường ông xã của mình như thế chứ. Đường Tiểu Ngữ xịt một ít sữa tắm lên trên bồn tắm, thật là tùy tiện chà sát cơ thể, muốn tắm xong nhanh một chút.
bọt xà phòng trắng xóa phủ lên trên cơ thể mềm dẻo của thiếu niên, vòng eo tinh tế dẻo dai và cái mông khẽ nhếch lên. Khâu Tử Ngạn nhìn mà đến thèm, bước qua thật nhẹ nhàng ôm lấy cậu ta. Bà xã, cảm giác được cơ thể vừa lạnh lại vừa ướt của hắn ta, Đường Tiểu Ngữ bất đắc dĩ mà xoay người lại, giúp cho hắn ta cởi cúc áo sơ mi. Đáy mắt của Khâu Tử Ngạn ngập tràn ý cười. Cho dù đã thân mật rất nhiều lần rồi, nhưng đến giờ Đường Tiểu Ngữ vẫn là cảm thấy không có được tự nhiên. Cậu cầm lấy bông tắm, cố dời mắt khỏi cái bộ vị đang cương lên chà chà người cho Khâu tiên sinh. Gần đây bề bộn nhiều việc, không có thời gian để mà quan tâm đến việc học của em. Khâu Tử Ngạn hỏi, em có trúng học không đấy chứ? Dĩ nhiên là không rồi, em đâu có phải là con nít đâu chứ. Đường Tiểu Ngữ xoa xoa xà bông lên trên vai của hắn ta. Nè, cúi người xuống một chút đi. Khâu Tử Ngạn khom lưng để cho cậu ta gội đầu cho mình. Không phải con nít cái gì chứ, em rõ ràng chỉ là một đứa nhóc xấu xa mà. Đường Tiểu Ngữ không nói gì, dùng hai tay thật nhẹ nhàng massage da đầu cho hắn ta. Hôm qua mẹ của anh đây có gọi điện thoại qua đó. Khâu Tử Ngạn bất chợt nói. Ừ. Đường Tiểu Ngữ hạ tay xuống một chút. Mẹ hỏi là chuyện nào mới về nhà. Khâu Tử Ngạn nhắm mắt lại tiếp tục nói. Nè, chờ đến khi hết bận chúng ta cùng với nhau về nhà đi. À, nè, em cũng là phải theo anh về nhà hay sao chứ? Đường Tiểu Ngữ sững sờ. Đúng vậy, em cũng phải đi. Khâu Tử Ngạn đi tới vòi sen để xả xà bông ở trên đầu, sau đó mở mắt ra nhìn cậu ta. Con dâu của Sâu Đinh mấy cũng là phải dẫn về ra mắt bà mẹ chồng chứ. Đường Tiểu Ngữ cảm thấy đầu óc của mình rối bời. Đừng lo mà, bọn họ đã biết tính hướng của anh rồi, từ rất lâu rồi. Khâu Tử Ngạn cúi đầu hôn cậu ta. Đường Tiểu Ngữ nhướng mày, sau đó hiếp mắt nhìn hắn ta. Lâu rồi là khi nào chứ? Lúc học đại học. Anh đùa thôi, thật ra thì anh mới nói với bọn họ khoảng 3 ngày trước đó. Khâu tiên sinh nói được một nửa mới phát giác ra mình đã lỡ miệng, vì thế cho nên vội vàng sửa lại lời nói. Nhưng mà làm gì còn kịp nữa chứ. Đường Tiểu Ngữ xoay lưng lại dội nước, hành động biểu thị cho cái việc cậu sẽ không có để đến người kia nữa. Bảo bối à, anh đã biết lỗi rồi mà. Khâu tiên sinh xin lỗi. Đường Tiểu Ngữ vẫn là không có xoay người lại. Mấy hôm trước, khi mà cả hai người đang ngồi xem tivi, Khâu Tử Ngạn vừa đút trái cây cho Đường Tiểu Ngữ ăn, lại vừa lại nhại một đống thứ như là. Nè, trước khi gặp em, anh đây không có hề biết mình thích đàn ông. Hay là, bảo bối à, em xem đi, vì em mà anh đây lại bị bẻ cong đó. Nè, hay là hôm nay chúng ta làm vài cái chuyện vui vẻ đi. Do lúc đó biểu tình của Khâu tiên sinh quá là nghiêm túc, ánh mắt cũng rất là thâm tình, vì thế Đường Tiểu Ngữ lập tức mềm lòng, tiếp theo liền gật đầu mà đồng ý. Sau đó cậu đã bị hắn ta lột sạch quần áo đè xuống sofa. Mặc dù là không có làm tới cái bước cuối cùng, nhưng mà như vậy cũng đã là vượt qua giới hạn chịu đựng của Đường Tiểu Ngữ rồi. Hồi tưởng lại cảnh đó, Đường Tiểu Ngữ đỏ mặt đẩy hắn ta sang một bên rồi lập tức chạy ra bên ngoài. Nè, anh biết lỗi rồi mà. Khâu Tử Ngạn quyết không bỏ cuộc. Tha cho lần này đi, có được không chứ? Anh nói nhiều như vậy, nhưng mà rốt cuộc lời nào mới là thật chứ? Đường Tiểu Ngữ tránh khỏi cái lòng ngực của hắn ta. Sao lại có người đang đánh như anh ta chứ? Mấy điều quan trọng đều là thật cả. Khâu Tử Ngạn dùng sức kéo người vào trong lòng. Anh yêu em, anh muốn sống với em cả cuộc đời này. Anh muốn dẫn em về gặp mặt ba mẹ của anh. Ba câu này đều là thật.
Đường Tiểu Ngữ đứng im không lên tiếng. Cùng lắm thì sau này anh sẽ không chọc em nữa. Khổ Tử Ngạn cúi đầu hôn cậu ta một cái. Tin anh đi, có được không chứ? Đường Tiểu Ngữ đẩy tay của hắn ta ra, thân uể oải ngồi chậm hợm ở dưới đất. Bà xã hả? Khổ Tử Ngạn quấn tạm một cái khăn tắm quanh eo, sau đó kéo cô ta vào trong lòng. Chúng ta là người của hai thế giới khác nhau mà. Đường Tiểu Ngữ rầu rĩ nói. Tuy rằng không có muốn thừa nhận, nhưng mà đôi khi ngay cả cậu cũng lại không có phân biệt được cái câu nào là đùa, câu nào mới chính là thật. Ai nói chứ? Rõ ràng chúng ta đây đều là người trái đất mà. Khổ Tử Ngạn dỗ dành. Thôi, đừng nghĩ lung tung nữa chứ. Nè, anh có chắc là chúng ta có thể sống chung với nhau cả cuộc đời không chứ? Đường Tiểu Ngữ nhìn hắn ta. Cả đời là khoảng thời gian rất là dài đó. Chỉ cần em đây không trốn tránh, anh có thể chắc chắn mà. Khổ Tử Ngạn kéo cô ta đứng lên. Đừng nghĩ đến chuyện rời đi nữa, có được không chứ? Ừ. Đường Tiểu Ngữ gật gật đầu. Khổ Tiên Sinh nhếch miệng cười, cúi đầu hôn lên trên chóp mũi của cậu ta. Sau khi tắm xong, Đường Tiểu Ngữ mặc áo ngủ rộng thùng thình, đứng ở trong nhà bếp nấu chè. Khổ Tử Ngạn đứng bên cạnh nói chuyện với cậu. Chủ nhật, sau khi mà xong việc, công ty sẽ tổ chức một buổi party, chúng ta cùng đi nha. Nè, em ở trong xe chờ anh có được không chứ? Đường Tiểu Ngữ không có hứng thú đối với cái loại hoạt động như thế này. Với lại hơn nữa, lần nào cũng có những cái người kỳ quặc quấn quýt lấy cậu hỏi xem cậu có muốn gia nhập giới giải trí hay là không. Thật sự rất là phiền mà. Cũng được thôi, nhưng anh hy vọng em sẽ đi chung với anh. Khổ Tử Ngạn đặt cầm lên trên vai của cậu ta. Cứ quyết định vậy đi. Đường Tiểu Ngữ đổ chè ra chén, không có từ chối nữa. Nếu nhìn ấy thật sự muốn như thế, mình đành phải thỏa hiệp thôi. Huống hồ gì cái chuyện này cũng không có phải là chuyện lớn gì cả. Khổ Tử Ngạn cảm thấy rất là hài lòng, ôm cậu ta hôn lấy một cái. Rồi cuối cùng đúng là đứa nhỏ ngoan ngoãn, khiến cho mọi người thương yêu mà. Đợi đến lúc mà hai người leo lên trên giường thì trời cũng đã bắt đầu sáng. Nhưng do sáng nay không có việc gì làm, cho nên có thể ngủ thẳng đến tận trưa. So sánh hai khung cảnh với nhau thì Tô Nặc không có được thoải mái như vậy. Bởi vì hắn ta là phải dậy sớm, ghét nhất là sáng sớm đang ngủ mà bị gọi dậy đó. Phiền quá đi mất mà. Nè, dậy đi. 8 giờ sáng, ngay giám đốc đúng giờ gọi Tô Nặc dậy. Không mà. Tô Nặc lầm bầm vài tiếng rồi chui đầu vào trong chăn. Âu Dương Long cười cười, đưa tay kéo lấy chăn xuống. Buồn ngủ lắm. Đánh thức người đang ngủ ngon là một cái chuyện rất khó khăn. Về ngủ tiếp đi. Ngài giám đốc hôn lên trên mũi của hắn ta. Bảo bối ngủ ngon. Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, tia nắng ấm áp hắt lên trên mặt. Tô Nặc nhăn nhăn mũi, miệng cưỡng mở mắt ra. Hay dạ, trời sáng như thế này mà kêu mình ngủ ngon hay sao chứ? Đúng là nói lung tung mà. Nhưng mà trông vậy rất là đẹp trai đó. Không ngủ nữa. Âu Dương Lâm hỏi. Giờ vậy được rồi. Tô Nặc duỗi lưng ra, dùng sức cọ cọ cái lồng ngực ở phía trước. Thoải mái quá. Muốn ăn gì nào?
Âu Dương Lâm hỏi. Một ly sữa nóng là được rồi. Tôi nặng ngáp một cái, sau đó ôm lấy chăn ngồi dậy. Nè, buổi chiều nay em cũng phải lên trên công ty đó. Buổi tối chắc là không thể nào dậy ăn cơm đâu. Gần đây em đã còn bận hơn cả anh nữa chứ. Âu Dương Long giúp cho hắn ta chỉnh lại áo ngủ. Em là người nổi tiếng mà. Tôi nặng nghiêm túc nói. Da mặt của em dày thật đó. Âu Dương Long nhé một con ta. Ai mà lại tự khen mình bao giờ chứ. Sự thật chính là như thế mà. Tôi đã cởi áo ngủ trong lòng, lại tự nhiên nhủ. Em nổi tiếng hơn cái tên Khâu Tư Ngàn rất là nhiều. Samoyed ngậm lấy tô cơm đứng ở cửa, ánh mắt tràn ngập cái sự chờ mong. Nắm xôi đâu chứ? Tô Nạc vừa đổ thức ăn cho nó, lại vừa hỏi. Sau đó nhìn thấy cái con thỏ tai dài kia đang vui vẻ mà xoay vòng vòng trong cái chỗ ngủ của Samoyed. Da mặt đúng là quá dày mà. Nè, tại sao nó lại không chịu về chỗ của mình ngủ chứ? Tô Nạc vẫn là không có tài nào hiểu nổi. Nè, nói thật nha, anh đây là cảm thấy tụi nó chung với nhau quen rồi đó. Âu Dương Long đứng ở cửa nói. Tô Nạc hít một hơi. Hết nè, anh nói lung tung cái gì vậy chứ? Anh nói lung tung một giờ đâu. Âu Dương Long đưa tay chỉ. Em cứ nhìn đi. Ngài thỏ nằm ở dưới đất, đưa bốn chân lên trời kêu rít rít. Samoyed dùng lấy cái lưỡi dài của mình liếm liếm bụng của nó. Nó thoải mái hít mắt lại, sướng đến mức trung trung chân lên. Gì mà dâm đảng dữ vậy trời. Tô Nặc bức xúc nói. Nè, tại sao hai đứa nó lại có thể làm ra cái hành động như thế chứ? Có biết xấu hổ này không đây chứ? Samoyed ngậm lấy cổ của nắm xôi, vui vẻ chạy vào trong toilet đi tiểu. Hình ảnh này thì là thân mật và hài hòa mà. Tô Nặc thở dài. Hay da, thế giới này thật là điên rồi mà. Dù là ở trong lòng hơi phiền muộn, lúc mà Tô Nặc lái xe tới nhà của anh hai thì đã là 11 giờ rưỡi rồi. Về rồi à? Hàn Uy đang ngồi trong phòng khách xem văn kiện. Vâng. Tô Nặc đặt một cái túi đồ lên trên bàn rồi ngồi xuống ở bên cạnh của anh hai. Nè, anh ăn sáng chưa? Ăn rồi. Hàn Uy thả mấy cái thứ trong tay xuống. Có vài việc muốn thương lượng với em. Việc gì chứ? Tô Nặc hỏi. Hơn 10 ngày nữa sẽ đấu với bên sở hàng một gián đó. Em đi chung với anh đi. Vẻ mặt của Hàn Uy có một chút mệt mỏi. Được. Mặc dù là hơi bất ngờ, nhưng mà Tô Nặc vẫn nhận lời. Không cần lo lắng đâu. Tệ lắm thì chúng ta sẽ bỏ cái miếng đất kia. Hàn Uy xoa sau đầu em trai của mình. Thế nên em đừng có lo. Tô Nặc gật gật đầu. Tuy là ngoài miệng không nói gì, nhưng mà trong lòng hiểu rất rõ. Cuộc đấu này rất là quan trọng đối với anh hai. Nếu không, anh ấy sẽ không có chủ động mà mở miệng kêu mình tham gia đâu. Vì vậy, mình nhất định là phải thắng. Tô Nặc nắm chặt tay, trông rất là có khí thế. Nè, chỉ chơi blackjack thôi có phải không chứ? Tô Nặc hỏi. Không. Hàn Uy lắc đầu. Nhưng mà em chỉ biết chơi blackjack thôi. Tô Nặc cảm thấy hơi kỳ quái. Nè, nếu vậy thì em giúp như thế nào được chứ? Anh biết mà. Hàn Uy đưa cái lọ nước trái cây cho hắn ta. Mấy cái còn lại anh sẽ tìm người khác. Vậy bây giờ anh đã tìm được chưa chứ? Tô Nặc quan tâm hỏi. Nhất định sẽ tìm được. Nhưng mà anh lại cảm thấy không quyết tâm bằng em. Hàn Uy nói. Có điều hết cách rồi. Tới đâu hãy tới đó thôi. Tô Nặc gật đầu. Sau đó tổng kết mọi thứ lại một chút, cảm thấy hơi chán nản.
khi mà không thể nào giúp anh hai nhiều hơn. Đừng suy nghĩ lung tung. Hàn Uy vỗ vỗ vào em trai của mình. Anh nói rồi, thắng thua không quan trọng. Đi nấu cơm đi. Hay giờ nói thì nói như thế thôi, nhưng mà không lo lắng sao được chứ. Tô Nạch đứng ở trong bếp thái rau mà vẫn cứ không yên tâm. Chẳng những làm đồ ăn rơi vãi đầy đất, mà lại còn thiếu chút nữa cắt trúng tay của mình. Thậm chí ngay cả nguyên tắc nấu ăn cơ bản cũng đã lẫn lộn. Thêm hết cái muỗng muối này cho tới muỗng muối khác, Hàn Uy ăn vào mà mặt mũi đen xì. Đó, em quý có phải không chứ? Hàn Uy tu nước ừng ực, có một chút dở khóc dở cười. Hay dạ, dĩ nhiên là không rồi. Cũng chính là vì lo lắng cho anh, cho nên ở trong lòng mới bồn chồn không yên như thế đó. Tôi đã im lặng thở dài. Hay dạ, anh hai của mình chẳng có nhạy cảm gì cả. Sau khi ăn cơm xong, Tô Nạch ra lệnh cho Hàn Uy lên trên giường nghỉ ngơi. Đợi đến khi mà anh hai ngủ say rồi, Tô Nạch mới vội vàng chạy về công ty. Hay dạ, mình đúng là người bận rộn mà. Tô Nạch vừa lái xe đến công ty lại vừa cảm thán, không những là phải chăm sóc cho giám đốc đẹp trai, quan tâm anh hai, quan tâm anh trai khí phách, kiếm tiền nuôi gia đình, mà lại còn phải đến công ty để an ủi FV của mình nữa chứ. Bồn bà khắp nơi vì mọi người, thật sự rất là cảm động mà. Phải khen ngợi nhiệt liệt mới được. Sau đây là thời gian dành cho một âm nhạc. Chúng ta hãy cùng nghe thử một đoạn ngắn trong ca khúc sắp phát hành của Khâu Tư Ngạn, tên là... Không đợi cho DJ ở trên radio nói xong, Tô Nạch đã hung hăng chuyển kênh. Thiệt là mất hứng hết sức mà. Hay dạ, thà là nghe quảng cáo chỉ vô sinh hiếm muộn còn hơn đó. Tại sao lại có người đáng ghét như thế chứ? Bơm silicone tạo cơ bụng giả thì thôi đi, đang còn bày đặt mặt dày đi hát nữa chứ. Tô Nạch dùng sức nắm chặt lấy vô lăng. Đúng là quá đáng lắm rồi mà. Trong công ty giải trí, Đế An đang ngồi trong văn phòng vừa nghe nhạc lại vừa ăn bắp rang bơ sô-cô-la. Ở chung với dân ăn hàng đã lâu rồi, cho nên thói quen của Ivy kia cũng đã truyền cho hắn ta. Ivy à? Tôi đã hùng hổ kéo cửa ra. À, sao vậy chứ? Đế An bị dọa nhảy dựng lên. Buộc gặp cướp à? Nè, có phải đây thực sự là cảm thấy tôi không có cần là phải chen chân vào trong giới âm nhạc hay là không chứ? Tô Nạch tha thiết nắm lấy tay của người đại diện, trong mắt tràn ngập cái sự chân thành. Nè cậu, sao đột nhiên lại nghĩ đến cái chuyện này chứ? Đế An lúng túng nuốt lời để nói xuống. Hãy giờ, bởi vì cái tên cơ bụng đáng ghét kia sắp ra để đơn, còn tôi đây không có cái gì để mà so sánh với hắn ta cả, cho nên tôi đây cảm thấy rất là khó chịu. Tôi chính là cũng muốn chuyển sang ca hát đó. Tô Nạch điên cuồng rít gào trong lòng, sau đó tiếp tục dùng ánh mắt tủi thân pha lẫn với hy vọng mà nhìn vào ái phi của mình. Đế An cảm thấy trong lòng rối bời. Biểu tình này thực sự là làm cho người ta không có thể nào mà xuống tay được mà. Nè, tôi không thể nào đi hát thật hay sao chứ? Tôi đã cảm thấy ai oán, rồi nắm lấy tay của hắn ta lắc lắc. Hễ dạ, cái này thực sự là không thể mà. Đế An kiên định lắc lắc đầu. Trong nháy mắt ấy, trên mặt của Tô Nạch tràn ngập mấy cái câu lên án như là: tôi rất buồn đó, tôi thật sự rất là thất vọng. Hay dạ, sao lại có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Nè, chúng ta bây giờ rất là ổn đó, tại sao lại phải đi ca hát chứ? Đế An đưa cho hắn ta một ly trà sữa. Nghe tôi nói nè, mấy cái chuyện ca hát này chỉ có Khâu Tư Ngạn mới làm thôi, bởi vì hắn ta không có đủ nổi tiếng. Đúng là không có tiết tháo mà. Hay dạ, cho dù là như thế đi, nhưng mà Tô Nạch vẫn là rất muốn ca hát à. Cảm giác cầm lấy micro đứng ở trên sân khấu thực sự rất là tuyệt, lại còn rất ngầu nữa chứ. Nè, lúc mà phải lên giọng đó, nói không chỉ là phải gân xanh ở trên cổ cũng đều đỏ lên hết đó. Cái này thì có gì hay chứ? Để An tận tình mà khuyên bảo. Khâu Tư Ngạn hắn ta không có đủ nổi tiếng, mới lập tức chạy đi làm mấy cái chuyện đó thôi. Cậu chạy theo hắn ta để làm gì chứ? Nè, chúng ta đây không có thể nào làm cái chuyện hạ thấp giá trị bản thân của mình như thế được.
Bởi vì chúng ta đã giỏi hơn hắn ta rất là nhiều đó. Ê giờ nghe có vẻ đúng ta. Tôi nằm im lặng. Thôi được rồi, nè, đừng có nghĩ đến cái chuyện ca hát nữa. Chúng ta đây bàn một chút chuyện về cái lịch làm việc sắp tới đi, hả? Để An thành công lãng sang cái chuyện khác. Sau khi mà công việc của cậu và Khâu Tư Ngàn kết thúc rồi, công ty này sẽ tổ chức một cái buổi party nhỏ. Có lẽ sẽ có rất nhiều người trong giới truyền thông đến đây để mà hỏi hàng cậu về cái chuyện của đạo diễn chung đó. Nè, nhưng mà cậu phải nhớ cho kỹ, không có được để lộ ra bất cứ tin tức gì nghe chưa? Ừ. Tôi nạc thật là ngoan ngoãn mà gật đầu. Nè, còn gì cần chú ý nữa không chứ? Không. Nè, bây giờ thì chúng ta đây tiếp tục thảo luận về cái chuyện đưa của cậu đi. Để anh nghiêm túc mà nói. Tôi nạc phun cả ngụm trà sữa trong miệng ra. Lâu như vậy rồi mà vẫn còn nhớ hay sao chứ? Đúng là không có đỡ nổi mà. Mau khai ra đi. Để anh quyết tâm hỏi cho bằng được. Tôi nạc thở dài. Dạ, nè, nếu đây mà chính là thời cổ đại thì chắc chắn anh đây đã bị lôi ra chém đầu rồi. Thì giờ cứ như là dám trống vào trong mặt hoàng thượng, đúng là chán sống rồi mà. Nè, cho dù là có bị tùng xẻo hình phạt tốc thịt đi, tôi cũng là phải hỏi cho rõ ràng đó. Để An đột nhiên lại gào lên, khiến cho Tô Nặc giật nảy mình. Ái phi, nàng thô bạo quá đó. Hay giờ cậu chính là muốn chọc tôi tức chết có phải không chứ? Để An lo lắng đưa hai tay ôm lấy mặt của Tô Nặc. Tôi không có cấm cái cậu yêu đương, nhưng mà ít nhất phải nói cho tôi biết là người đó là ai chứ. Nè, vậy thì nó phải hứa, sau khi mà nghe xong rồi nhất định là phải thật bình tĩnh đó. Mặt của tôi đặc biệt siết đến biết dạng. Quả như là có sao chứ. Đèn nào đừng nói, cậu thực sự đang yêu đương sao? Nè, con người nào có phải là cây cỏ chứ, sao có thể vô tình đây? Tôi đặt nghiêm túc trả lời. Để An chạy ngực. Nè, nói đi. Tôi đã chuẩn bị xong rồi. Nè, anh có tiền sử bệnh tim không chứ? Tôi đặt bồn chồng hỏi. Không. Để An rầu rĩ trả lời. Nè, còn cao huyết áp thì sao chứ? Hô hấp khó khăn hay là động kinh gì cũng đã không được đó. Lỡ như mà tái phát đột xuất sẽ chết người đó biết chưa? Tôi đặt vẫn cứ tiếp tục mà lại nhại. Nói nhanh đi ba. Để An nhớ mặt con ta. Nè, là do anh đây muốn biết đó nha. Tôi đã hắn vào một cái, sau đó rất nhanh chóng nói ra một cái tên. Tiêu Mỹ Mỹ. Ai chứ? Đời An có cảm giác tựa như sét đánh ngang tai. Ôi nghe qua như sét đánh ngang tai. Hay giờ tìm ai không tìm, lại đi tìm cái con nhỏ chuyên đóng phim cấp 3 đó sao chứ? Hay giờ nhớ lại cái bộ phim Ngàn Tầng Sóng Mãnh Liệt mà cô ta đã vào vai một cô nàng lẳng lơ với một cái bộ ngực ép cúp. Để An trùng lẫy bẫy, tay chân sụi lơ, mắt trợn trắng, chính thức tuyên bố ngất xỉu. Hệ già đúng là thê thảm đến mức là không có thể nào thê thảm hơn được nữa. Ai phi hả? Tôi nặng đỡ hắn ta đứng dậy. Anh đừng có làm cho tôi sợ mà. Tỉnh lại đi. Hay dạ, tại sao đột nhiên lại lăn ra ngất xỉu như thế này chứ? Đúng là hụt chết người mà. Cậu, tại sao cậu và cô ta lại ở chung với nhau chứ? Người đại diện đó không nên lời, trông rất là giống với mấy cái người sắp chết ở trong phim võ hiệp. Nè, tôi không có chung với cô ta đâu. Tôi đặt nghiêm túc trả lời. Hay dạ, cái gì chứ? Đầu óc bị kéo căng của Đế An lập tức giãn ra. Nè, không ở chung với nhau là sao đây? Tôi chỉ là tình cờ nhớ tới cái bộ phim mới của cô ta, cho nên mới nói ra như thế thôi. Tôi nạc tỏ ra cái vẻ vô tội. Nè, mới có như vậy thôi mà đã ngất rồi. Anh làm phải cứng rắn hơn mới được đó. Phải biết học cái cách giữ bình tĩnh nữa. Nè, tôi hiện giờ dũng rất là bình tĩnh đó, nhưng mà cậu thì lại để tôi từ trên cao xuống bảy bình đó, biết chưa? Để An ngồi thẳng dậy, đầu thì đổ đầy mồ hôi. Nè, thật sự không phải là cô ta hay sao chứ? Đương nhiên là không phải rồi. Tô Nặc giơ tay thề thốt. Ngực lớn như thế đó,
Lỡ mà đi đem cô ta đè lên trên người của tôi nhất định sẽ ngạt thở mà chết tươi đó. Thầy dạ, không phải là tốt rồi. Trời Phật phù hộ. Đế An rút khăn tay lau lau mồ hôi. Nè, bây giờ đừng có nói đến người khác nữa, nói về bạn gái của cậu đi. À, nè, chúng ta đổi đề tài khác có được không chứ? Tô Nạc thành khẩn mà đề nghị. Cậu Đề nổi giận, nói mau đi. Hèn nhỉ, trẫm thực sự đã chịu hư nàng rồi mà. Tô Nạc nâng trán tới dài, sau đó nói. Cậu Tử Ngạn. Nè, đàn em đang đẹp, tự nhiên nhắc tới hắn ta để làm gì chứ? Đế An đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, sau đó mở to mắt ra nhìn Tô Nạc. Cậu tôi thì làm sao chứ? Tô Nạc dùng cái ánh mắt vô tội mà nhìn vào người đại diện. Cậu nói không tôi nghe sao chứ? Đế An cảm thấy tựa như đất trời đảo lộn, núi sụp đất lún. Mấy cái lời đồn ở trên mạng là thật hay sao chứ? Dương Cường Kiên Cường Công và yêu nghiệt mỹ nhân thụ. Tiếng hát bị thảm kéo dài suốt cả 5 phút. Nè, anh lại bị choáng hả? Tôi đã kéo hai tay của hắn ta ra. Đế An ôm đầu. Nè, cậu chờ tôi đây, bình tĩnh lại một chút đi. Tô Nạc xoa xoa đầu cho người đại diện. Thôi được rồi, tôi không chọc anh nữa. Tôi không quay chung với Khâu Tử Ngạn đâu. Cái gì chứ? Đế An luống cuống ngẩng đầu, dùng cánh mắt mờ mịt mà nhìn hắn ta. Gạt anh thôi. Tô Nạc thật là thâm tình nhìn vào ái phi của mình. Nếu mà phía sau có thêm một câu nàng đúng là tiểu yêu tinh, chuyên quyến rũ người khác, trẫm đây chỉ là dọa nàng thôi, thì đúng là cái cảnh tượng cậu huyết kinh điển mà. Tô Nặc à! Đế An tức giận trích gào, đè hắn ta ngã xuống sofa rồi ngồi lên trên. Tô Nặc bị đè đến suốt chút nữa đã học máu. Ái phi à, nàng bình tĩnh đi. Sớm muộn gì tôi cũng là bị cậu chọc cho tức chết mà. Đế An nắm lấy cổ áo của hắn ta lắc lắc như điên. Nè, tôi muốn ói đó. Tô Nạc nhăn nhó. Đế An thả hắn ta nằm xuống, sau đó đi sang cái ghế khác ngồi. Thật là hao tâm tổn sức mà. Nè, anh giận hả? Tô Nạc kéo ghế dựa ngồi xuống ở bên cạnh của người đại diện. Không có. Đế An hậm hè. Thôi được rồi, là lỗi của tôi. Tô Nạc thật ngoan ngoãn mà nhận sai. Nè, tôi sẽ mua cái bộ áo giáp mới nhất của Iron Man cho anh nha. Nè, hay là áo thun mà Green Lantern cũng đã không thể giữ đời mà. Nè, anh có muốn gắn thêm đèn ở ngực cũng được nữa. Đế An vẫn cứ đang mặt ngồi yên. Ái phi ạ. Tô Nạc mặt dày ôm lấy người đại diện. Anh đẹp trai như vậy đó, anh đừng có giận mà. Thôi được rồi, tôi muốn làm việc đó. Đế An đẩy hắn ta ra, xoay người mở lên máy tính. Nè, tôi sẽ nói thật cho anh biết được chưa? Tôi đặt ra cái vẻ thành khẩn. Đế An không có để hắn ta nữa, nhưng mà lỗ tai đã bắt đầu vểnh lên. Lão Dương Long đó. Tôi đã thành thật nói. Lại sao nữa sao? Đế An tức giận mà rống lên, vỗ mạnh xuống cái mặt bàn, rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. Hay dạ, tạo cái gì chứ? Là tôi nói thật mà. Tô Nạc kéo lấy tay của IP của mình. Tôi không có lừa anh đâu. Nè, thật là mệt cho cậu đây, khi đã phải nghĩ ra cái tên như vậy đó. Đế An vẫn còn rất tức giận. Là thật mà. Tô Nạc giơ tay lên. Tôi đây, xin người lấy đồ ăn ra thề, lấy cả vịt nướng vào phần nhảy tường nữa. Trong đầu của Đế An nổ ầm một tiếng. Một cái tên chuyên ăn hàng mà lại có thể lấy đồ ăn ra thề, như vậy chứng tỏ, hay dạ, con mẹ nó, thế giới này lập tức lặng thinh mà.
10 phút sau. Nè, anh có muốn uống một chút nước không chứ? Tô Nặc đưa cho người đại diện một ly trà hoa cúc, bởi vì hắn ta nghe nói trà hoa cúc có tác dụng hạ quả. Thì giờ, bây giờ thì ái phi nhất định rất cần hạ quả mà. Đặt cái ly xuống đi. Để hàng bày ra cái tư thế người đại diện uy nghiêm. Mau qua đi, ngồi kế bên tôi. Rồi tôi là thành thật mà trả lời mấy cái vấn đề của tôi đi. Hay dạ, muốn bắt đầu trả hỏi thật hay sao chứ? Tôi đặt thở dài trong lòng. Hay dạ, một khi mà trở nên nghiêm túc rồi, ái phi không có đáng yêu một chút nào cả. Mai mốt nhất định sẽ chồng cho mà xem. Nói đi, ở chung với nhau bao lâu rồi? Đây là nghiêm túc hỏi. Hay nha, tại sao lại dùng cái từ ở chung với nhau? Từ này nghe không có một chút phong cách nào cả. Tô Nặc dùng cái ánh mắt âm thầm phản đối, sau đó thật là thành thực mà nói. Cũng lâu rồi. Lâu rồi sao? Đế An nghe xong suýt chút nữa đã học máu. Vậy tức là sau cái mà chụp ảnh chung của quảng cáo cho Nhân Thị, Câu liền lập tức hẹn họ giao Duy Long hay sao chứ? Dạ, đúng vậy đó. Tôi đã thành thật mà gật gật đầu. Bọn tôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Mặc dù là có hơi phóng đại một chút, nhưng mà mấy cái chuyện tình tốt đẹp đều là bắt đầu như thế. Sao không nói sớm cho tôi biết chứ? Đế An nóng lên. Anh có hỏi đâu mà nói hả? Tôi đặt thở dài. Về cái việc này, có mấy người biết chứ? Đế An bắt đầu lại nhảy. Chỉ có người nhà của tôi mà thôi. Tôi đặt tự động đá Chung Ly Phong Bạch sang một bên. Dù sao anh ta cũng là không có phải là người quan trọng. Vậy thì tốt rồi. Đế An thở phào nhẹ nhõm. Ái Phi à, anh sẽ không giận đâu đúng không chứ? Tô Nặc dùng cái ánh mắt chân thành mà nhìn vào người đại diện. Không giận mới là lạ đó. Đứa em hét to lên. Yêu đương thì thôi đi, đã vậy là còn yêu đàn ông nữa chứ. Cái chuyện này đúng là hù chết người ta mà. Tô Nặc tận tình mà khuyên bảo. Ái Phi à, nàng đừng có la lối ôm sùm như thế mà, nghe quá thô lỗ quá chừng đó. Hay dạ, nếu không thì sau này làm gì có ai mà thèm lấy chứ. Tôi đây là phải chạy tới nuôi anh. Ăn đã nhiều rồi mà lại còn kén chọn, giống như là dính thêm cái đứa con riêng vậy đó. Vì vậy phải suy nghĩ mọi chuyện cho thật là chu đáo. Có lên giường với nhau chưa? Đế An thẳng thắn mà hỏi. Tôi đã cảm thấy hơi xấu hổ. Hay dạ, cái chuyện mà ăn ngủ với nhau đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Bạn trai của tôi đây cũng rất là dũng mãnh đó, làm cho tôi đây sướng đến muốn chết. Hay dạ, nhưng mà cái chuyện này không có thể nào mà tùy tiện đem đi khoe được. Vậy là hơn nữa, cho dù cô nói với anh thì anh đây cũng là không có hiểu đâu, bởi vì anh chính là xử nam mà. Nè, bọn tôi chưa có từng lên giường với nhau đâu. Hay dạ, dối trá không thể nào tả được mà. Đang ngủ với nhau mấy lần rồi? Mặt của anh đây đỏ rần như vậy mà lại dám nói là chưa có sao chứ? Đế An tiếp tục nóng giận lên. Dù sao thì hiệu quả cách âm của văn phòng này rất là tốt. Khoảng 10 lần. Anh ấy không phải, thật ra thì chưa có lần nào hết cả. Tôi đặt nghiêm túc nói. Hệ dạ, sao mình lại có thể nói mà không suy nghĩ như thế chứ? Đúng là quá ngu sức tương tự mà. Có chụp anh nhạy cảm lần nào không? Đế An tiếp tục mà truy hỏi. Tôi đặt suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Không có. Cái này thật sự là không có mà. Có khả năng chia tay không? Trên mặt của Đế An tỏa ra ánh sáng thần thánh, với hy vọng kéo Tô Nặc về cái con đường chính đạo. Hay dạ, tất nhiên là không rồi. Tô Nặc buồn bực nói. Nè, tại sao đây là trù ép người ta chứ? Cự nhiên lại dám chia riêng quả thí sao chứ? Hành động này chính là điên trồ rồi. Thật sự không thể nào mà chấp nhận được mà. Đúng là quá nham hiểm và độc ác. Ái Phi à, nàng làm cho trẫm đây thất vọng quá rồi đó. Cậu đó mới chính là cái người làm cho tôi thất vọng đây nè.
Đôi em úp mặt vào trong gối sofa, bắt đầu tưởng tượng ra cái cảnh long trời lở đất khi mà tôi đã come out sau này. Vừa mới nghĩ đến đó, tôi Đôi em đã cảm thấy đầu óc của mình tự nhiên muốn nổ tung lên, rồi lại nổ tung, sau đó lại tiếp tục mà nổ tung. Nè, thật ra thì cũng đâu có gì nghiêm trọng đâu chứ. Tôi đặt ngồi xuống đối diện với FP của mình. Yêu đương là cái chuyện bình thường mà. Nhưng là hơn nữa, tôi thật sự rất là yêu anh ấy đó. Yêu đương là chuyện bình thường, đúng đó. Nhưng mà đối tượng của cậu không có bình thường chút nào cả. Đế An vẫn là không thể nào hiểu nổi tại sao lại đi yêu một người đàn ông chứ. Nè, về cái chuyện này sao mà không chết cho được chứ hả? Tôi lại tỏ ra cái vẻ vô tội. Hay giờ huống chi ngày giám đốc lại còn rất là đẹp trai, muốn nhìn cũng là nhìn không được đâu. Không thể chia tay thật sao? Đế An vẫn là không bỏ cuộc. Tôi nạt dứt khoát nói. Nè, nếu anh đây không có cho chúng tôi đến với nhau, tôi sẽ lập tức lên trên Ngũ Đài Sơn mà đem xuất gia đó. Ngũ Đài Sơn là một trong tứ đại Phật giáo danh sơn tại Trung Quốc. Núi này là nơi có nhiều chùa chiền, tự viện quan trọng nhất của Trung Quốc. Đế An tuyệt vọng ngã xuống sofa. Rốt cuộc mình đã tạo ra nghiệp chướng gì chứ? Ái Phi à, Tôn Đạt bám lên trên lưng quán ta, tự như con gốc khô là. Anh nhất định là phải chúc phúc cho tôi đó. Đế An chán nản thở dài. Chuyện động trời như thế này nhất định là phải mất một tuần mình mới có thể tiêu hóa được, nhưng cũng không có thể nào mà đảm bảo sẽ tiêu hóa hết. Sớm biết như thế, trước kia mình sẽ không có sống chết giúp cho cậu ta giành cái quảng cáo của Nhân Tụy đâu. Đúng là sai một ly đi một dặm mà. Nè, trong tương lai chắc chắn rằng anh đây cũng sẽ có một đoạn liên duyên mà. Tôi lại cảm thấy không có nên chỉ lo cho hạnh phúc của bản thân mình, nhất định là phải có lòng thương người. Hắn ta thường là thâm tình, nắm chặt lấy tay của người đại diện. Anh phải tin rằng ở trên thế gian này thực sự là có chân tình đó. Nè, cậu đó, làm ơn để cho tôi đi yên tĩnh, bình lặng một chút đi. Đế An kéo lấy áo khoác trùm kín đầu của mình. Hay nha, tôi chính là không có muốn nghĩ đến mấy cái đoạn lương duyên dớ dẫn này đâu. Còn trong bệnh viện, Chung Ly Phong Bạch đang đút từng muỗng cơm trưa cho Mộc Thu. Trông hệt như một người phụ nữ đức hạnh. Nè, món gì vậy chứ? Mộc Thu nhai nhai thức ăn, cảm thấy hương vị rất là lạ, cho nên hỏi thử. Nè, canh đậu xanh cá lóc đó. Chung Ly Phong Bạch lau miệng cho hắn ta. Ăn nhiều một chút đi, rất tốt cho mắt của anh đó. Em làm à? Mộc Thu hỏi. Hay da, dĩ nhiên chính là do tôi làm rồi. Cái phương thuốc bí truyền này ra nhà hàng cũng đã không có mua được đâu. Đạo diễn Chung kêu gào nói. Mua đại trong căn tin của bệnh viện tôi, 5 đồng một tô lớn đó, lại còn tặng thêm 3 chén cơm nữa. Em nói dối. Mộc Thu nói. Cái muỗng này không có phải là muỗng của bệnh viện. Em đã đặc biệt làm cho anh đúng không chứ? Nè, anh nghĩ nhiều quá đó. Cái muỗng này là tôi đây đã đem từ nhà tới đó được chưa? Chung Ly Phong Bạch bình tĩnh mà đáp trả. Mộc Thu cười với hắn ta, vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Nè, đừng có bày ra cái giấy mặt này chứ. Chung Ly Phong Bạch thẹn quá thành giận, vẻ mặt này thật sự làm cho lòng người rối bời. Ăn ngon lắm đó. Mộc Thu sờ soạn nắm lấy tay của hắn ta. Thật cảm ơn em. Tuy là trong lòng rất muốn gào lên, nhưng mà thấy Mộc Thu mất cả buổi mới có thể tìm được tay của mình, đạo diễn Chung liền lập tức mềm lòng. Hắn đưa tay còn lại sờ lên trên mặt của Mộc Thu, dịu dàng hỏi. Nè, vết thương có còn đau không chứ? Tốt hơn nhiều rồi, Mộc Thu nói. Năng lực phải hơn quanh rất là tốt đó, em đừng lo mà. Tôi vốn dĩ không hề lo lắng cho anh. Đạo diễn Chung vừa rít gào trong lòng,
Lepudet đưa tay sờ sờ băng gạc của một thùng. Trái tim vỡ nát, lũ côn đồ khốn nạn, nhất định là phải bị pháp luật trừng trị. Nè, nằm xuống nghỉ ngơi một lúc đi. Một thù cũng rất là lo lắng cho Trung Liên Phong Bạch. Gần đây anh chính là thấy em không ngủ được bao lâu đó. Trung Liên Phong Bạch vốn rất là khó ngủ, chuyện mà một thù bị thương lại càng khiến cho thần kinh của hắn ta mẫn cảm hơn. Hệ một thù có bất kỳ động tĩnh nào, đạo diễn Trung đều sẽ tỉnh giấc, ngay cả cái tiếng nước lay động ở trong ly cũng không ngoại lệ. Đã vậy, ban đêm lại còn có y tá đi kiểm tra phòng, vì vậy cả đêm hắn ta có thể giật mình 3-4 lần, trên căn bản chính là không ngủ được. Tôi không sao đâu mà. Trung Liên Phong Bạch thản nhiên nói, cho dù là dưới mắt đã có hai quần thâm đen xì, nếu là bình thường, đạo diễn Trung nhất định sẽ cuốn cuồng mà đi tìm mấy cái loại phấn lót khác nhau để có thể che đậy. Nhất định không có thể nào mà để cho người khác nhìn thấy cái bộ dáng tiều tụy thảm hại của mình. Nhưng đây chính là trường hợp đặc biệt, vì thế hắn ta cũng không có để cho lắm. Cho dù em đi, không đau lòng cho bản thân của mình, anh cũng sẽ đau lòng cho bà xã của anh mà chứ. Một thù thốt ra một câu vô cùng cẩu huyết chỉ có trên phim. Dù là vậy, mặt của Trung Liên Phong Bạch vẫn cứ nóng lên. Cảm giác này thật là hỏng bét. Nè, hay em nằm dậy cho anh ngủ đi. Một thù nhích người qua, chưa một cái khoảng trống nhỏ kế bên. Anh sẽ xong chuyện cho. Lần này không quay đến đây quay trẻ em đâu. Trung Liên Phong Bạch do dự một lúc, sau đó rất là phối hợp nằm xuống giường, bởi vì thực sự đã mệt lắm rồi. Ngủ đi. Một thù dùng ngón trỏ vuốt một con ta. Nè, cần gì thì cứ gọi tôi nha. Trung Liên Phong Bạch nói. Ừ. Một thù cầm lấy tay của hắn ta. Mau nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tuy là mặt trời buổi trưa rất chói mắt, nhưng mà có cái tấm màn dày che lại, ánh sáng cũng đã mờ đi phần nào, rất là thích hợp để ngủ trưa. 3 phút sau, hô hấp của Trung Liên Phong Bạch bắt đầu trở nên đều đều. Bàn tay đang nắm lấy tay của một thù cũng đã từ từ buông lỏng ra. Chắc là mệt lắm đây. Một thù đau lòng nắm lấy tay của hắn ta. Mỗi ngày đều vì mình mà chạy ngược chạy xuôi, nấu cơm tắm rửa thay quần áo, tất cả đều là do em ấy làm. Nếu không phải lần này bị thương, thì có lẽ phải rất lâu nữa một thù mới phát hiện ra một chuyện. Đó là vào mỗi buổi sáng, Trung Liên Phong Bạch đều sẽ hôn nhẹ lên trên mặt của hắn ta một cái, sau đó mới phách lối gào thét cái câu: anh dậy nhanh lên đi, nếu không tôi sẽ lập tức ly hôn với anh đó. Tuy là thị lực vẫn còn rất mơ hồ, một tôi cảm thấy trong lòng của mình không có còn nôn nóng nữa. Cuộc sống bây giờ cũng không có gì là không tốt, không có cần phải quan tâm đến việc của công ty, không cần chạy ra bên ngoài xã giao, mỗi ngày đều được ăn những cái món nhẹ nhàng ngon miệng, lâu lâu lại còn được bác sĩ cho phép ra bên ngoài để phơi nắng. Quan trọng nhất là luôn có người yêu ở bên cạnh, phải nói là thoải mái hơn đi nghỉ phép. Đợi đến khi mà Trung Liên Phong Bạch ngủ đủ giấc, tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã lặn rồi, chỉ còn lại có ánh sáng ấm áp của chiếc đèn nhỏ ở trên đầu giường. Sao trễ thế chứ? Trung Liên Phong Bạch ngồi dậy. Không trễ lắm đâu, mới hơn 7 giờ thôi. Một thù nói. Lâu rồi mới thấy em đèn ngủ ngon như vậy đó. Vì thế anh không có nỡ đánh thức em mà. Tôi chết rồi, tôi còn có hẹn đó. Trung Liên Phong Bạch lục lọi tìm di động. Anh biết chứ, em hẹn Khâu Tư Ngàn vô tòa đặt phải không chứ? Một thù nói. Anh đã gửi tin nhắn cho Âu Dương rồi, giờ hắn ta quỷ hẹn giúp em. Anh à, anh đã gửi tin nhắn sao chứ? Trung Liên Phong Bạch nghe như vậy thì giật mình,
sau đó vẫy vẫy tay ở trước mặt của Mục Thu. Anh đã nhìn thấy rồi à? Mục Thu thành thực mà trả lời. Nhìn chưa rõ lắm đâu, nhưng mà nếu như để di động sát vào mắt thì như là miễn cưỡng có thể thấy được một chút chút. Đạo diễn Chung nghe xong thì liền lập tức nổi giận. Ai mượn anh vậy chứ? Anh có biết là màn hình di động nó có tia phóng xạ lớn lắm hay không chứ hả? Đúng là làm cho người ta không thể dịu dàng dáng ta mà. Muốn bị chửi mới chịu nghe. Trong lúc mà Chung Ly Phong Bạch muốn gào thét lên, Tô Nặc cũng rất là sốt ruột. Ban đầu hắn ta định sẽ đến bệnh viện để thăm Mục Thu, sẵn tiện tám với Chung Ly Phong Bạch về cái tên thương nhân đê tiện làm mặt sẹo kia. Nhưng mà ai ngờ, còn chưa có ra khỏi công ty, ngài giám đốc đã gọi điện thoại tới. Đầu tiên là thông báo chiều nay Chung Ly Phong Bạch không có khỏe, cho nên cần phải nghỉ ngơi, vì vậy phải hủy hẹn. Sau đó bảo hắn ta chuyển lời cho Khâu Tử Ngạn về cái chuyện hủy hẹn này. Tuy rằng tách hai câu ra thì không có cái vấn đề gì cả, nhưng mà khi ghép hai câu lại thì rất là có vấn đề à. Bởi vì điều đó chứng tỏ mình sẽ đến bệnh viện cùng lúc với Khâu Tử Ngạn sao chứ? Hay dạ, làm sao mà anh ấy lại không ghen cho được đây? Nói không chừng đã biến thành cái hũ giấm chua rồi. Đã, thực ra thì em không có hẹn với Khâu Tử Ngạn cùng đến bệnh viện mà. Tô Nặc buồn bực nói. Cái tên Khâu Tử Ngạn xấu xa kia không chỉ là bơm cơm bụng dạ, mà lại còn đi phá đám quan hệ của phù phù thúc đẹp của người khác nữa. Mắt mà lầu dừng thẳng đuôi, đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Có hẹn cũng không sao. Âu Dương Long sờ sờ đầu của nó. Anh không để ý đâu. Nè, anh không để ý là tốt rồi, nhưng mà em thực sự là không có hẹn với hắn ta mà. Tôi đã cảm thấy vô cùng oan ức. Trên thực tế, từ lần trước hiểu lầm rồi lại chia tay suốt mấy tháng việc Khâu Tử Ngạn, tôi đã tránh Khâu tiên sinh tự như là tránh Voldemort, ngay cả nói chuyện cũng là không dám. Hề nha, đang yên đang lành tự nhiên là bị gắn cái mắt hẹn cái tên cơ bụng cùng nhau đến bệnh viện, tức là oan uổng quá mà. Nè, em thực sự là cũng hẹn đến bệnh viện cùng dắt ta mà. Tô Nặc nắm lấy tay của người giám đốc. Anh nhất định là phải tin em. Ừ, anh tin em. Âu Dương Long gật gật đầu. Thật ra từ cái lần mà đón Tô Nặc từ nước ngoài trở về, Âu Dương Long đã không có còn để ý đến cái chuyện bà xã của mình gặp gỡ Khâu Tử Ngạn nữa. Dù sao thì tư duy của tiểu ngu xuẩn này rất là đơn giản, căn bản không có thể nào mà so sánh với suy nghĩ của người bình thường được. Nhưng mà Tô Nặc hiển nhiên không có hề biết suy nghĩ ở trong lòng của ngài giám đốc. Huống hồ cũng chính là việc Khâu Tử Ngạn mà suýt chút nữa hai người đã chia tay nhau. Vì thế không có thể nào mà xem nhẹ cái việc này được, nhất định là phải xử lý cho tận gốc. Nè, em thực sự đã dặn đạo diễn Chung chờ Khâu Tử Ngạn đi về rồi mới gọi điện thoại cho hắn ta nhắn qua em mà. Tô Nặc nghiêm túc giơ tay thề thốt, lại còn dùng cả hai từ thực sự liên tiếp nhau. Ừ. Âu Dương Long xoa tay mặt của hắn ta. Hay vậy? Ừ lễ gì chứ? Tại sao chỉ dùng một chữ ừ cho có lệ như thế? Rõ ràng chính là đang giận mình rồi mà. Tô Nặc cảm thấy càng thêm lo lắng. Vất vả lắm mới quay lại cái cuộc sống ân ái với chồng đẹp trai của mình, tuyệt đối không có thể nào mà để cho cái tên cơ bụng ác độc kia phá hoại được. Đi tắm không chứ? Âu Dương Long hỏi. Tô Nặc hít một hơi. Chẳng lẽ anh ấy lại muốn trừng phạt mình ở trong bụng tắm hay sao chứ? Không có gì thật mà. Âu Dương Long bị cái vẻ mặt của hắn ta làm cho dở khóc dở cười. Nè, anh không để thật sao chứ? Có khi em sẽ chạm mặt với Khâu Tử Ngạn bệnh viện đó. Tôi đã nhắc nhở. Thế em đây, muốn cho anh tức giận rồi trừng phạt em sao chứ? Âu Dương Long nhéo nhéo mặt của hắn ta. Hay dạ, dĩ nhiên chỉ là không rồi. Em đâu có máu em mờ thích bị ngược đâu chứ. Nhưng mà dựa theo quy tắc bình thường, tức giận mới chính là trạng thái chính xác. Sao mà có thể nhẹ nhàng nói không có chuyện gì chứ?
chuyện này vốn là không khoa học mà. Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Anh vào trong phòng làm việc giải quyết công việc của công ty, rồi chúng ta sẽ cùng với nhau đi nghỉ ngơi. Âu Dương Long vỗ vỗ vai của Tô Nặc, sau đó liền bước ra bên ngoài. Hay da, bỏ đi một nước như vậy hay sao chứ? Tô Nặc trón trang bước đến ở trước cửa phòng làm việc nhìn lén, sau đó khẽ thở dài. Hay da. Sam Monet ngậm lấy ống quần của hắn ta. Nó vẫn là còn nhớ nhung trò chơi giả chết. Nhưng mà Tô Nặc thì hoàn toàn không có tâm tình để mà chơi với chó. Hắn tàn nhẫn vô tình đưa cái con thỏ tai dài cho Samoyed, còn mình thì lén mở máy tính ở trong phòng khách lên. Chuyện này cần phải lên trên mạng để xin giúp đỡ, nhiều người sẽ tốt hơn. Nè, bây giờ bạn trai của tôi không có còn ghen với tình địch giả tưởng nữa, xin cho hỏi như vậy có ổn hay là không chứ? Vấn đề này thật sự là khiến cho người ta lo lắng mà. Vì thế trong đêm hôm khuya khoắt cô đơn lạnh lẽo, các chàng trai cô gái đều nhảy vào để tham gia. Tin nhắn bắn tới liên tục, trong thoáng chốc đã có người chiếm sofa. À, nè, chắc chắn là anh ta hết yêu bạn rồi. Hay giờ cái quái gì thế chứ? Tôi đã khinh bỉ, chồng đẹp trai của mình sao mà lại có thể không yêu mình? Anh ấy đã yêu mình đến mức chết lên chết xuống nữa là khác kìa. Không biết thì đừng có mà nói bậy bạ. Không thể nào đâu, anh ấy rất là yêu tôi mà. Đúng là quá tự tin mà. Hầu hết thì mọi người đều tỏ ra cái vẻ chủ tốp bích này tự kỷ quá rồi đó. Chủ tốp bích không có nghe người ta khuyên nhủ, chủ tốp bích mua ăn gạch à? Nè, bạn có phải là anh ta đâu, sao mà bạn biết anh ta nghĩ gì chứ? Nói không chừng thì ngoài mặt thì tỏ ra là yêu bạn, nhưng mà trong lòng đã có bóng hình của một người khác rồi. Tôi đặt trề môi lầm bầm mấy tiếng. Hay nhở, mấy người thì cũng không phải là tôi đâu. Tất nhiên là không biết chồng của tôi đẹp trai và tốt đến như thế nào rồi. Nhưng mà cái chuyện này khó mà có thể nào nói rõ ra cho được. Lỡ như mà bị ai đó tìm hiểu nguồn gốc rồi tra ra thân phận của mình thì coi như là xong đời. Nhất định là phải che giấu tôi là cẩn thận. Vì thế tôi đặt lại tiếp tục lạch cạch mà đánh chữ. Nè, lần trước khi mà chúng tôi cùng với nhau đi dạo phố, lúc qua đường tôi đã không chú ý, suýt chút nữa bị một cái xe đụng trúng. Chính là bạn trai của tôi đây đã liều chết quên mình xong rạch để tôi sang một bên đó. Còn bản thân của anh ấy thì bị xe tông phải nhập viện suốt cả một tháng. Còn nữa, có lần chúng tôi đi chơi trên núi bị kẹt ở đó đó, anh ấy đã không có một chút do dự đưa cái bánh bao duy nhất cho tôi ăn. Tôi đã bị bệnh viện chẩn đoán là nhầm là mắc bệnh nan y, anh ấy cũng đã không chia tay với tôi. Tuy rằng mấy cái chuyện kể trên đều chính là bị đặt dựa theo tình tiết cẩu huyết ở trong phim truyền hình, nhưng mà cho dù nó thật sự xảy ra, anh ấy nhất định sẽ làm như thế. Vì vậy mình hoàn toàn chính là không có chém gió. Tôn Đặc kiên quyết ẩn xuống nút người. Quả nhiên sức ảnh hưởng rất là lớn. Sau khi mà động hết cái phần hồi âm, mọi người lập tức vứt bỏ nghi ngờ, quay sang tán thưởng chủ tốp bích. Thật là có phúc, chủ tốp bích vớ được một anh chàng thật là tốt. Cái này hệt như là thần tiên quyến lữ, thật sự làm cho người ta hâm mộ ghen tị đến đỏ mắt mà. Vậy thì còn nghe được đó. Tôi đặt thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục trở lại chủ đề chính. Nè, thế tại sao lần này tôi chung với tình địch giả tưởng, anh ấy lại không ghen chứ? Nhưng mà lần này lại không có người nào hồi âm cả. Mọi người đều kịch liệt lên án cái tên này thiếu gạch có phải không chứ? Có bạn trai tốt như vậy rồi mà lại còn đi chung với người đàn ông khác, đúng là không có biết quý trọng mà. Cái đồ đứng núi này trông núi nọ, sớm nắng chiều mưa, lả lơi ong bướm, nhất định là phải đem đi ngâm lòng heo. Thật sự là không thể nào tha thứ mà. Chủ tốp bích à, anh mau tha cho anh ta đi mà, nhường cho các chị em khác yêu thương đi. Hay nha, tại sao lại trở thành như thế này đây chứ? Không có phải là vấn đề chính đâu. Tôi đã khóc đến không ra nước mắt. Thế giới này loạn hết rồi, nhưng ở trên mạng thật sự là quá tàn ác mà. Không có ai hiểu được bản chất của vấn đề. Tại sao tôi đây lại phải chia tay với giám đốc của tôi chứ? Cái chuyện này sẽ không có bao giờ xảy ra đâu. Nhất định là chúng tôi đây sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Đặng Đặng à? Âu Dương Long đi ra từ phòng làm việc. Sao còn ngồi nghịch máy tính chứ? Tô Đặc chột dạ, lập tức thu nhỏ trang kia lại, rồi mở một trang khác, động tác cực kỳ lưu loát, vừa nhìn là biết dân chuyên nghiệp rồi. Chơi là không tốt cho mắt đâu, đi tắm đi. Âu Dương Long xoa đầu của Tô Đặc, thuận tiện cảm thán trò chơi này thật sự rất là phù hợp với cái chỉ số thông minh của bà xã mình. Ừ, em đi tắm đây. Tô Đặc quyết định mặc dày, sử dụng cái chiêu sắc dụ, chủ động mở cúc áo ngay cổ ra. Chỉ cần là tưởng tượng đến cái hình ảnh này đã đủ làm cho người ta huyết mạch dâng trào rồi. Sau đó, ngài giám đốc liên hào tới, xé cái chiếc áo sơ mi nửa kính nửa hở kia ra rồi nói rằng: Em đúng là một tiểu ưu tinh lẳng lơ mà. Có phải lại muốn rồi không chứ? Hề dạ, đương nhiên cái này chỉ là do Tô Đặc tự tưởng tượng ra mà thôi. Trên thực tế, ngài giám đốc không có hề để ý tới hắn ta. Bởi vì máy tính ở trong phòng làm việc đột nhiên vang lên cái tiếng động báo hiệu có văn kiện mới. Vì thế, hắn ta liền xoay người trở đi, để lại một mình Tô Đặc ở trong phòng âm thầm gào thét. Hề dạ, tại sao lại như vậy chứ? Tô Đặc cảm thấy vô cùng buồn bực. Ngay cả bồn tắm tàu bọt cũng là không có thể nào làm tâm tình của hắn ta khá lên được. Có lẽ anh ấy muốn chiến tranh lạnh với mình hay sao chứ? Im lặng không nhắc tới tình địch, nhưng mà trong lòng đã nổi điên rồi. Cái chuyện này mới là đáng lo đó. Mình đang thà là bị bạo lực trực tiếp, tuy rằng là có cái ý nghĩ này hơi có khùng khùng, nhưng mà dù sao thì đánh mông xong, mình vẫn là có thể được dịu dàng mà vuốt ve, thậm chí lại còn có thể bíp bíp được một phen. Như vậy cũng là không tệ mà. Hay dạ. Tô Đặc thở dài. Khâu Tử Ngạn này đúng là cái tên hại người mà. Sau đó, hắn ta liền giọng mạnh vào trong tường một cái. Hành động này vô cùng có khí phách của đàn ông. Khăn mặt treo trên tường rớt xuống, bịch một tiếng, con vịt nhỏ màu vàng cũng là rớt xuống theo. Mắt to trừng mắt nhỏ đối với Tô Đặc. Còn ngài giám đốc, sau khi mà hoàn thành công việc, đi ra phòng khách thấy máy tính vẫn có còn sáng, cho nên định bước qua tắt máy, tình cờ phát hiện ra một trang web được thu nhỏ ở bên phía dưới. Câu hỏi: người nào sẽ phạm một sai lầm liên tiếp hai lần chứ? Trả lời: người ngu chứ người nào. Lần trước cũng là vì quên lock out, ngài giám đốc mới phát hiện ra được cái danh tính của hàng ổ của yêu nghiệt nhỏ đầu hói. Lần này lại còn thảm hơn nữa, cứ nhiên chỉ là thu nhỏ cái trang web mà không tắt. Đúng là ngu không có còn gì để mà nói mà. 10 phút sau, Âu Dương Long đẩy cửa bước vào trong phòng tắm. Tô Đặc kia còn đang buồn bực chơi với con vịt nhỏ. Cảnh tượng này thật sự rất là đáng yêu. Vì thế, cái cơn giận tích tụ trong lòng của Âu Dương Long lập tức bay hết sạch. Ủa, anh vào từ lúc nào thế chứ? Mới vừa vào. Âu Dương Long cởi quần áo. Tô Đặc thật là ngoan ngoãn nhích vào bên trong, chừa cho hắn ta một khoảng trống. Hôm nay đến công ty làm gì chứ? Âu Dương Long bước vào trong bồn tắm, ôm lấy Tô Đặc vào trong ngực của mình. Không khí vẫn cứ ấm áp như cũ. Tô Đặc thở ra một hơi, sau đó nói: Không làm gì nhiều đâu, chỉ là xem lịch công tác sắp tới, sau đó nói chuyện phím với Đức An thôi. Ừ. Âu Dương Long massage cho hắn ta. Nè, em đã nói quan hệ của chúng ta cho Đức An biết rồi đó. Tô Đặc quay đầu nhìn hắn ta. Không thừa nhận như anh trước, anh không giận chứ? Không có. Âu Dương Long hôn lên trên má của anh ta. Lẽ ra phải nên nói cho anh ta biết từ sớm rồi. Nè, đứa em đối xử với em rất là tốt đó, anh ta sẽ không đi nói lung tung đâu. Tô Đặc dựa vào trong ngực của người yêu. Anh đừng lo mà. Anh không có lo đâu. Âu Dương Long ôm chặt lấy Tô Đặc. Bảo bối à, anh có chuyện này muốn nói với em. Chuyện gì chứ?
tôi đã bắt đầu sốt ruột. Lẽ nào là về khâu tư nghệ hay sao chứ? Thôi chết cùng mợ nó tiêu rồi. Hay dạ, em không có quan hệ gì với cái tên cơ bụng kia hết cả mà. Lúc trước anh đã nghi ngờ em với Khâu Tư Ngạn là do anh không đúng. Ô Nhiên Long thật nhiều cho mà nói. Anh không để ý việc em qua lại với hắn ta. Em đừng lo lắng nữa mà. Nè, anh chính là không để ý việc em qua lại dán tay hay sao chứ? Tôi đặt xoay người lại, nhìn vào người giám đốc. Quan hệ với đồng nghiệp bình thường với nhau, anh vốn không để đến đâu. Âu Nhân Long cầm lấy tay của tôi nặng hôn một cái. Về cái phần chuyện lại nhảy cằn nhằn và theo dõi Khâu Tử Ngạn ở trên trang cá nhân, thật ra thì có thể hiểu là tiểu ngu xuẩn này hâm mộ và ghen tị người ta, vì vậy có thể bỏ qua. Sao đột nhiên lại dịu dàng quá vậy chứ? Tôi nặng cảm thấy mũi của mình cay cay. Hay nhờ, sao anh ấy lại có thể tuyệt vời đến như thế chứ? Ngốc quá đi. Âu Dương Long bật cười. Nè, anh thật là tốt đó. Tôi nặng ôm lấy ngài giám đốc, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Em cũng rất tốt mà. Âu Dương Long hôn nhẹ lên trên vai của hắn ta. Anh yêu em. Những cái lời tỏ tình liên tục, dùng mắt thường cũng là có thể dễ dàng mà nhìn thấy cổ và lưng của Tô Nặc đã bắt đầu ửng hồng lên, thậm chí lại còn lan truyền đến cái mông ở trong nước. Đúng là quá mẫn cảm mà. Loại tiểu thụ này rất là đáng khen. Ngoan. Âu Dương Long thức nhẹ nhàng hôn xuống vai của hắn ta. Bầu không khí rất là thích hợp để... Tô Nặc dương cái cặp mắt mong chờ nhìn vào ngài giám đốc. Hôm nay không được đâu, Âu Dương Long nói. Hôm qua mới đi làm rồi, làm nhiều không tốt cho cơ thể của em. Mặt của Tô Nặc lại càng đỏ hơn. Hay dạ, vừa đẹp trai lại vừa chu đáo. Ngài giám đốc thật sự rất là đáng để cho người ta dốc lòng yêu thương mà. Không sao đâu, chúng ta còn cả đời lận mà. Âu Dương Long đưa tay ôm lấy eo của Tô Nặc, kéo người vào trong lòng. Không cần gấp làm gì. Tô Nặc ngực ngực đầu, sau đó dùng sức ôm chặt lấy hắn ta. Cuộc sống thật là hạnh phúc.